Đó giờ hay chồng. Trời ơi. Trời đúng rồi gì chứ, cái hôm qua cho tiền vợ không, giờ Việt Nam có tiền nữa mà quay. Quay chửi nữa. Ở đang ăn gì ngon gì chứ? Cá cho cháu ăn. Gì? Cá cháu ăn. Trời ơi, nay sáng gì mua cá cho cháu ăn luôn. Đó là nó ăn cục ta ta. Ngon ăn. Đi. Thùng nước suối đem lên chưa chứ? Ảnh chó ra đường dục đi, bánh lan tôi. Tối gì đau bụng ăn. Dục 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 dục. Có chừng nước đáy gì chứ. Đâu. Đâu. Đồ lấy cái áo la rồi. Đi đây. Đi đây. Cái hầm của bà với chồng của trời tôi muốn thở phải cuốn trụi cái hầm nó ghê luôn á trời. Má mày lại đây đây mình chèn tàu đó. Người chó có mày có nó. Về đi. Mày về cho nó tài sản đây. Về nè. Lâu nhất. Ủa sao nay đi toilet bên đây rồi? Không đi bên kia nữa. Chỗ nào con đi vậy đó mà. Dạ có tiền rồi. Biến đi. Có tao kẹo nè. Mày về. Tao kẹo. Được không? Dạ. Vậy á mà. Rồi chứ hên nó nãy còn đem ly nước cam lên thì chứ tính chụp uống mà hên là còn chụp lại kịp chứ chứ mà đưa hút vô là coi như cái ly này bỏ luôn á. À đúng rồi, đúng rồi, anh Tuấn Nguyễn nói nó nhớ gì chứ không có đánh răng. Không có đánh răng, nó đánh răng chứ nó có đánh đâu. Trời ơi, hôm nay bị chồng phốt ngược lại luôn. Đâu có bằng chả đánh răng đâu không anh? Không, không có đánh răng gì chứ. Trời ơi, thôi chứ vậy cũng được gì chứ. Con nghĩ chứ tệ gì luôn á chứ. Bây giờ nước cũng không ai kinh lên trời chất luôn. Rồi đây sắp tới chứ phải uống nước cùng anh Tuấn Nguyễn đi. Bia. Ủa kêu nó không nghe luôn rồi. Đi lên. Đi ra ngoài. Bia. Vô nhà chưa? Lấy hả? Vô nhà. Đi. Đó, vợ chồng cứ viện con chó là thầy cứ sừng sồ hoài. Giờ chứ muốn sao chứ? Giờ anh Tuấn Nguyễn anh không chịu bỏ chó rồi đó. Ảnh bán ông là ông có công đi. Nói là chứ bán 500 rồi. Rồi bán 500 luôn hả ghê. Đó, chồng ngồi dưới chứ không dám ngồi dưới luôn, phải leo lên trển ngồi. Lòng chó mà má. Rồi, sao chức biết? Lòng chó với nó đại chứ, đây mình chơi mình còn đi. Đó, vợ ngồi trên đây coi phim, chồng ngồi dưới. Hai chồng như là hai thế giới khác nhau gì đó. Ồ, gì chứ, nay giàu ha, đeo nhẫn đồ ha. Đẹp hay rất. Đẹp quá gì chứ. Ở sao cứng gì chứ. Sao cứng gì. Tao mày. Sáng nay có xuống còn hơi gì chứ. Không. Không có hả. Đi. Nằm với con. Ở gì chứ thì ngồi trên đây. Bi thì dưới đây ngồi chơi. Cứ cảm thấy khó chịu không chứ? Khó chịu không? Chứ? Cứ cảm thấy khó chịu không?
Mày về đây, lên đây hoài à. Đó nghe chưa, nghe chồng trước nói không? Nó bị cùng. Cùng mà tao biết phân biệt cái nào đúng cái sai. Trời ơi, mày lấy mới lấy tiền người ta hồng ba đây, cái việc vợ chính lên. Lát chiều nay đi Noel nha, chứ như giữ đúng lời hứa nha. Có đâu. Cái gì? Không có đi. Trời, chứ không đi đi, chứ mệt luôn á, đây là. Không đi thì mình đi. Không đi rồi mình phải lấy lan triệu anh. 4-5 người vẫn là làm là gì chứ, đúng không anh? Thì anh tay em tay đồ. Đó giờ bi chơi xong rồi bi phải vô chuồng nha. Thôi thôi gì chứ, cứ lo lắng chứ, phải kêu anh cũng Nguyễn xả đồ sạch dễ sạch sạch là lao lại sạch sẽ. Thôi chứ giờ phải chui lên đây ngủ luôn rồi. Dạ đâu. Đi ra chưa? Chức bệnh gì? Bệnh tiền. Trời ơi, chồng chức nói chức bệnh tiền rồi, có gì chức. Chứ chức bệnh gì chức nói đi. Bệnh đủ thứ hết á, có tiền giúp uống. Hết tuần này tuần sau khám bệnh này. Uống qua đường chịu đâu? Chịu để tiền uống thuốc. Ờ thì nói có tiền uống thuốc rồi đó, sao lại than nữa. Chứ phải... phải vui vẻ lên. Vui vẻ mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn đi chứ ơi. Điên buồn rồi. Ờ giờ ăn cơm no xong ngủ có làm gì đâu mì chứ. Nói chiều nay đi Noel mọi người nha. Này chứ. Nha. Sao lắc đầu hoài vậy? 2 triệu mới đi. 2 triệu hả? Bữa giờ ơi, chức nói gì hoài trên mạng cả chửi chức quá trời luôn, chức có biết không? Kệ nó chửi nó nghe cả đâu nghe đó. Trời ơi, chức nói vô trời, chức lớn còn nói mụn nữa chức. Nè, mụn này chức biết không nè. Anh chỉ cho, lấy tay chỉ vô. Ở à, đây nè, đây nè, đây nè. Ở à, đây nè, đó, mụn đó, 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 cái chấm chấm nhỏ nhỏ không? Đó, đó. Mụn, mụn cám á. Trời á. Trời ơi, con cũng hồi xưa con bị nổi hoài giờ, con đâu bị nổi đâu, cãi con hết nghiệp rồi, chức nghiệp nó bị nổi á. Có kinh nữa. Gì? Có kinh nữa. Mày đi coi, hành văn mày gối quá. Tao có đánh găng gì chứ, không có đánh găng gì chứ ơi. Em mà đi cho. Nó chứ ngồi dậy đi, có người gửi tiền kia chứ. Không. Thật không? Thì gì? Nó quy đi để con ngủ. Thằng này bị bắt được vắng. Vắng cú nó dắt bạn về phản nó, hại nó cầu. Hay quá vậy chứ. Sao chứ gì cũng biết vậy? Chứ. Sao gì chứ cũng biết vậy? Tôi biết. Chỉ có biết điều thì chứ không biết điều thôi. Nói chồng vợ nằm ngủ bên, chồng thì ngồi bên kia bấm điện thoại rồi vợ. Hai chồng như là hai phương trời. Ủa sao ông nằm trên đây chứ, sao nằm xuống dưới chi, nằm trên đây chứ sạch sẽ. Nằm lên. Đi uống nước, cầm coi, giác coi, nắm tay coi. À chứ. Anh chứ kìa. Dạ trời đau quá cực cực. Mặt đang cất kì vậy. Đúng không? Chứ ngồi cho nó đi kéo chứ qua đây cho. Chứ khỏi đi. Mày tao xuống tao quét lắm. Đi đi. Mày đ*** mày kì rồi nha. Vô giãn cho thì khua me. Quan cháu quỷ về. Thì có cũng nhìn mặt người ta thấy thôi thiện cảm, có nhìn cái mặt mà cũng giả cái mặt bà một mười. Dạ má sạch sạch đi nhất. Trời ơi,
thôi chứ quét nha, giờ cuộc sống chứ phải tự bương nha. Không má nó lòng chó không cần mới que là quét đó. Sao chửi thời dữ gì chứ? Không có cần muốn quét đâu. Ủa? Đi. Quét nhà mà cũng còn bên đây sao không quét? Quét bên kia sao? Vì chứ quét bên đó bên đây bay qua nó cũng vậy à. Nó đi uống nước, chát đi chài. Rồi chát đi chài nữa, đi uống nước hả? Rèn đi bị rèn. Ủa? Ủa sao kỳ quét nhà xong mà đi uống nước vậy trời? Ủa, tại tao lắm cho nó tự này. Dứt đúng ngộ đời luôn, xuống dưới uống nước đúng không ạ? Nó có tiền đâu, nó uống đóng cửa lại đi. Trời bôi chồng cái gì? Nghĩ sao thì quét cả giờ đi xuống nước. Sau khi dì chất quét cái trên lầu xong rồi dì chất giờ xuống đây ngồi bấm điện thoại uống nước tiếng nha cả nhà. Xuống đây mát không dì chất? Sao vậy? Thấy gió quá trời sao không mát? Rồi chúc chào khán giả cái đi Noel, chúc cả nhà giáng Noel giáng sinh vui vẻ đi chất. Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ. Không có đi đâu, đừng lo. Sao không đi? Bây giờ cái chị đó giờ không đi, chị đó đòi lại tiền rồi chứ sao? Con gãi này ghê, con gãi chứ đi nha. Gãi chứ. Đi. Đi. Đi mẹ mày đi nha, còn chưa để con ngủ. Thôi chứ giờ ngồi đây chị có bấm điện thoại. Người ta biển gần nữa. Cái gì? Cái đó cái gì? Cá biển. Cá biển hả? Lần này gãi cho ngứa đâu gãi đâu đầu này sạch không, nè không chạy biến mẹ mày đi nha chưa tao ngủ sao chứ cứ nạt vài chứ thôi giờ gửi lời chúc sức khỏe Noel mọi người giáng sinh vui vẻ chứ hát bài đi chứ hát bài giáng sinh vui vẻ đi có người hát đi có người gửi tiền đi chứ ơi đưa đây cầm là cầm mấy chưa hát hả rồi sao khó khăn chứ bây giờ chứ cứ gì hoài. Sữa nước đồng chí. Ở đây đồng chí á, đồng chí hôm qua rồi, hôm qua chắc có cúng dùng đồng chí. Hôm qua uống mạnh nha mọi người. Trời. Theo sáng hôm nay của nhà em à. Đây dạ. Chàng trai thích chơi. Chào mọi người, gái đi kết thúc clip. Chào mọi người. Kết thúc clip, em xin kết thúc clip. Em cắt thúc clip, mình giáng sinh ra đời. Trời tiếp gì chứ? Biến mẹ mày đi.